Xong vận động tâm kỳ, đang trong quá trình hoàn thiện những bước cuối cùng. Tuy nhiên chắc chắn sẽ không kịp trước ngày V-League khởi tranh. Vì hiện tại mặt cỏ dàn đàn hay là ghế ngồi vẫn chưa được lắp. Đây là công trình của ban quản lý dự án xây dựng tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. Các bước cải tạo như là cầu thang, đường hầm hay là nhà vệ sinh thì dường như đã hoàn thành. Nhìn chung rất là sáng sủa, đẹp và thoáng mát. Đây là quang cảnh bên ngoài sân vận động. Dường như là sân vận động sơn mới hoàn toàn, một màu xanh rất là sạch sẽ và bắt mắt. Phần cải tạo đất và mặt bằng dường như đã xong. Dự kiến 2-3 ngày tới cỏ sẽ được trồng. Để bảo dưỡng và chăm sóc mặt cỏ thì sân vận động Tam Kỳ lắp hệ thống nước tự động thay vì thủ công như trước đây. Rất mong sân sẽ hoàn thành sớm để câu lạc bộ Quảng Nam được trở về sân nhà đá phục vụ khán giả nhà.